Quý vị thân mến, tròn một tháng sau khi chúng tôi phối hợp với vườn của chị Giang ở tại bản Ôn của Mộc Châu để rút cành. Đối với vườn cành, vườn cây dày, rậm. Và đây là thành quả đấy ạ. Quý vị quan thấy, lộc trong thân đã mọc trở lại. Quả thì vẫn cứ sai. Và đặc biệt là những cái vết tích cũ của cái tồn dư cũ đấy ạ. Quý vị quan thấy, biểu hiện của cái lá cũ từ tháng 8 năm ngoái, vết bệnh vẫn còn rất nhiều. Đây là cái lộc mới, ra đến đâu chắc đến đấy. Và đặc biệt là quả lớn rất đẹp. Đây là cái thành quả giúp cho cái ánh sáng nó quyết định được đến cái chất lượng của cây trồng trong cái sản xuất nông nghiệp. Và đặc biệt là gia đình hiện nay đã giảm được từ 24 phi thuốc mà năm nay chỉ mất có 18 phi, vẫn còn chưa dùng hết. Đấy là một cái công lao rất lớn đấy. Cái cũ còn lại đấy, lá thì nhiễm nấm bệnh, nhưng lá mới thì như này. Và quả thì bây giờ này không ảnh hưởng, quả vẫn ra rất nhiều và lớn. Đây là thành quả của cái việc là tạo ra cái ánh sáng, tạo ra cái giếng trời tự nhiên để cây nó tự thích ứng và nó sạch được cái sâu bệnh. Với cái bài học thực tế như thế này thì đây là chính là cái kinh nghiệm thực tiễn nhất bà con nông dân ở các vùng gặp phải những trường hợp như này, chúng ta có thể vận dụng để áp dụng đối với vườn của mình, giúp cho cái việc sản xuất nó có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.